cùng team đi danh C4 cùng với những anh em cùng với những anh em là đang lên hết huyền thoại rồi, còn mình thì chưa, chết rồi và mình vẫn chưa chạy qua VIP. Chúng ta sẽ chạy ở đây và sẽ trễ một trận. Thống đâu nhờ? À, đúng rồi, thống. Để mình tắt tiếng đi. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu trận đầu tiên cùng với team. Và mình đang sử dụng nó chính là mod nhân vật thành Selu và Embot Auto Táo nhá. À, các bạn có thể xem và cảm nhận. Anh xem Selu chưa? Mình sẽ đi ra đây. Vâng. Đằng này có chết trận, chưa chết. Chưa chết thì phải chết. Chí sát thằng anh này trước, à anh đấy đã chết rồi. Vừa chết xong, bởi team mình giết. Chúng ta sẽ đổi sang anh này. Để sẽ chết táo. Ôi đi bèo, ui nhìn kìa, nhìn ok kìa. Ok, ok, ok. À đúng rồi, bị vật cản. Thằng nào hack tại nạn chết town. À thằng nào chết Akalin. Ok thì chúng ta sẽ bắt đầu với hiệp 2 và mình sẽ đi ra. Đây, mình sẽ bắn. Ui, mù đường. Và mình sẽ phải chọn một đường nào đó sẽ ăn được nhiều kill nhất. Đó chính là đường này. Rồi, hai táo. Ok man, chúng ta có hai táo. Đó, chúng ta sẽ đi nhưng mà hack đi đồng tiên thì sẽ auto thắng 100% chứ không phải đi lẻ. Đi lẻ thì không phải cứ hay là thắng đâu, mà là còn phải nhờ đồng đội nữa cơ. Đó, nếu như mà mình giết được 4 thằng bên kia thì chắc phải có một thằng nó sẽ đi giết 4 thằng bên mình. Nếu như team mình gọi là hơi chơi tí, mình không nói ra bởi vì mình cũng chơi ngu mà, mình đang lợi dụng vào hack. Đó, mình sẽ không nói hẳn ra. Và mình sẽ đi ra đây và mình đang bị vướng mắt khó chịu quá. Chết rồi. Đã chết đâu. Rồi táo, một quả táo. Táo vàng, chúng ta đã có 4 quả táo vàng. 4 quả táo vàng và mình đang đi với những người bạn của mình. Nhiều anh em nói bảo là hack mình ngu, đúng rồi, mình cũng nhận mình ngu mà. Nhiều anh em bảo là hack ngu, chơi ngu mới hack, đó. Thì đúng rồi, mình chơi ngu mình mới hack chứ. Đúng rồi, nhiều bạn như gọi là không biết là vào cái mình xem hack để làm gì. Mà trong khi bạn đây bảo là hack, chơi hack làm gì, trong khi các bạn, mấy bạn xem là gì. Đúng không? Anh em đồng tính mình không? Xem làm gì? Và cũng rất nhiều anh em bảo mình quay lại xem rồi. Và mình bây giờ mình đã làm clip design cùng team. Đó, chúng ta có team ở đây. Chúng ta có team ở đây. Ok, một quả táo nữa thuộc về mình. À, no. Tuyến sạc đạn nó tìm gì nữa. Chúng ta có rất nhiều quả táo rồi. À, mình sẽ làm một clip chi tiết về cái hack táo rồi nhá. À, chắc cũng khoảng ngày mai ngày kia gì đấy. Ở mình thì khoảng cách 2-3 ngày mình làm một clip. Đó, thì chúng ta sắp kết thúc một hiệp ở đây. Và con đường lên danh huyền thoại đã bắt đầu và mình đã lên kim cương 324 rồi đấy. Mình chả để ý nữa. Nói chung mình cũng không quan tâm mấy, nhưng mà thỉnh thoảng mình chơi hack cho nó vui mà. Lấy niềm vui ra. Chứ mình không chơi nhiều. Thằng này làm gì chết. Mày làm gì ở đấy? Tao biểu rồi, mày làm gì ở đấy? Này thì ra này, sợ chưa? Ok. Rất xin lỗi bạn đã gặp nhầm một thanh niên trong Tam Quốc à? Con vua trong Tam Quốc đúng không? Trong Tam Quốc của mình ạ? Con vua trong Tam Quốc nhỉ? Đúng rồi, mình đã gặp con trong Tam Quốc, đó chính là Quan Vũ. Và mình sẽ bắt đầu hiệp 2, mình sẽ làm 2 ván. Và mình sẽ bảo sẽ là bắt đầu, mình sẽ làm về 2 ván, về 2 rank. Kênh mình thì đang bị cấm trực tiếp. Không hiểu tại sao nhưng kênh mình đang bị cấm trực tiếp, phải 3 tháng sau mình mới phát trực tiếp lại được. Nếu không mình đã phát trực tiếp để cho anh em leo danh cùng rồi. Đó mới là lý do tại sao mình không trực tiếp để kéo danh anh em. Mình cũng muốn lắm nhưng mà không thể. Đó, và cũng trong cái này mình cũng muốn là cảm ơn anh em đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Đó chính là 5.000 người đăng ký của mình. Đó, mình mới được từ ngày hôm qua hay hôm kia ấy. Nhưng mà do Tết, ngày Tết mà, nên mình không thể làm được. Đó, ngày Tết nên mình không thể làm được. Nên là giờ mình sẽ bắt đầu làm.
phun người rồi. Rất là buồn cười mà. Ok thì đường này chúng ta có 2 người. Fucking 2 người. Ó nhờ. Kê này. Kê à, 16 máu cân ADL. À bạn đã gặp cả team mình và bảo là gặp hack rồi. Yeah, hoan hô. Mình có một lời khuyên chân thành cho anh em này này. Gặp hack ấy, đừng chửi. Càng chửi chúng nó càng sung. Đó tâm lý của mình. Mình càng bị chửi mình càng sung. Hack mà. Càng chửi càng sung. Run, fucker. Đó, càng chửi càng sung. Không chửi thì còn đỡ, nhưng mà càng chửi là càng sung. Nên là anh em cẩn thận là được. À. Càng chửi là cứ càng máu hơn thôi, mẹ chúng nó bắn như thần luôn. Đó là mình. Mình nói trong đó là mình. Càng chửi càng sung. Rất là sung luôn. Đó. Thế anh em ngày Tết như nào ạ? Còn mình thì đang rất là vui vẻ. Vì đây là cái Tết vui nhất mà mình được trải qua. Ok thì chúng ta bắt được một thằng, hai thằng. Ok, chúng ta có 2 quả táo. Còn những ván trước mình không đếm. Đó nhá, đấy là lời khuyên chân thành của mình đó. Đừng chửi hack. Càng chửi chúng nó càng sung. Mà sung thì anh em chắc chắn nó thua rồi. Có gì xin chúng nó cái chuỗi mà chúng nó cho. Đó là mình. Người nào xin mình chuẩn mình sẽ cho. Mình sẽ tha, mình sẽ không bắn nữa, mình sẽ để ở nhà. Còn đâu là do team mình thôi. Đó. Còn đâu là team mình. Team mình muốn làm như nào làm, còn mình là sẽ không bắn. Bởi vì nó chuỗi mà, bởi mình hack. Thì mình không quan trọng chuỗi, mình có thể leo chuỗi sau cũng được. Đó. Còn team mình thì lại khác. Đó, còn anh em có thể nhá. Gặp hack đừng chửi. Nếu như ở chuỗi hãy xin. Còn như không ở chuỗi thì thôi. Coi như là gặp đi. Thì một là thoát ra, hai là cố bắn tiếp. Thắng không thắng thôi, bởi vì không phải là ai có hack trong tay nhiều đâu. Thì bởi vì là hầu như là không giật AK là nhiều thôi. Thì còn đâu là như gọi là Govit hay là Govit thì cũng nhiều, nhưng mà táo thì là ít. Táo thì ít nên em không phải lo. Và còn là món nhân vật ấy, đấy. Món nhân vật như mình à, thì ít. Đấy, táo tiếp. Đó, mình sẽ clip chi tiết về táo nhá. Auto táo. Đó, mình đã rất nhiều táo rồi. Thì ok, chúng ta sẽ kết thúc tập này ở đây nhá. Thì hay là mình làm trận nữa nhỉ? Ok thì mới được 7 phút thôi, mình sẽ làm một trận nữa. Để cho anh em có thể trải nghiệm cảm giác như nào. Đó đúng không? Nhưng cảm giác fucking quá xịt nhất. Đấy là khi mà mình gặp hack. Hả? Không còn chỗ. Ok, chúng ta bắt đầu chờ team bắt đầu vào và chúng ta bắt đầu vào ván vào trận tiếp theo. Liệu là map nào đây? Ok, chúng ta có Vic Baby, Top Demon, Quan Vũ. Đéo bám hack, đéo bám gì cơ? Đéo bám ai, vãi cả lìn đéo bám ai. Ok, thì chúng ta đã có tên là không bám ai cả. Đó, anh sẽ bắn chính sức lực của mình. À, thì đã có bạn là nó chính là gặp team hack rồi. Ai? Ta hỏi mày là ai? Ta sẽ đi đường này, xem nào. Ta xem chúng ta gặp những ai nhá. Đây, một thanh niên đây rồi. Ý em nói sao mình mù đường vậy này. À, mù đường rồi. Buồn lắm. Chúng ta còn 2 thằng bên cạnh và bạn ấy giáp bụp rồi. Chúng ta có cái snip AVKM. Nào, má lộn bồ. Teo nhà. Đây là gì? Đây ở đâu? Chúng ta còn thanh niên nữa. À, mod nhân vật này ở rất là hơi khó ở cái điểm đó chính là không có hiệu ứng chết. Đó, nhưng mà rất là nhanh chết. Không có hiệu ứng chết thôi, còn đâu là vẫn là rất là nhanh chết, nhiều tư dáng chết ấy. Nó một thằng trang bị chuẩn bị chết. Pop. À, ở bên ngoài kia rồi. Pop chết rồi, chúng ta đã win ván đầu tiên. Treo nhà. Bố hay cho xin chuỗi bạn ơi. À, chuỗi. Chuỗi là gì? Ăn được không? Mình đang làm video, mình không tha chuỗi đều. Mà nếu như mình tha thì team mình không tha đâu. Team mình toàn hack thế này tha cái gì nữa. Ông chó. Chết.
thằng bố láo này này đắp choáng tao á. Mày nghĩ mày là ai? Ý em nói là gì? Ý em nói là sao? Ý em nói là con tin thằng nào? Bây giờ ta có một thanh niên hướng này và team mình đã bán. Chết rồi. Bố mày lại sợ mày quá cơ. Đó, trong hack này chỉ sợ mỗi bạn biết ba z, à biết snip, sợ mỗi biết snip và cung cái nỏ ấy mà một hit phát trên luôn ấy. TMP trên xứ nữa. Úi dồi ôi, một thanh niên chết rồi. Bỏ đi, mình lên đường này. Oh, hello my friend, hai bạn đưa đây à? Một thằng này. Nó chết rồi. Ơ, cái gì ơi? Mẹ, chắc bố mẹ muốn nghỉ. Đập xì ra mít đã có bom pet. Đập xì pot. Một thanh niên chuẩn bị ra. Anh đấy sẽ chết không? Anh đấy sẽ chết. Nhưng mà mình bị ăn choáng rồi. Mày bố láo với tao con. Ô, ba bốn thanh niên đỡ hết đây rồi. Sẽ có thể bán bọp một phát, bọp hai phát, bọp. Ok, chúng ta đã xong ván thứ 4 và chuẩn bị xong trận. Và mình đã ăn toàn táo. Táo vàng là chủ yếu, còn táo bạc là ít. Đó, quá hay đúng không? Thì rất nhiều anh em đã bảo mình quay lại CF thì mình đã quay lại rồi đây. Do là Free Fire nhiều quá nên mình cũng phải làm Free Fire chứ. No! Fucking boss shit ăn chóa. Ơi. Bây giờ 12:28. Cái sao mày bảo 1 giờ? 12:28. Ờ. Cái đầu mày. Cái sân hồ. Nhìn. Nó vừa số 1 xong nhìn thấy rõ ràng. Mày nhìn lại đi. Tao vả cho. Đã 12 phút trôi qua. À, chúng ta đã được 3 trận danh nhẹ nhàng tình cảm thế thôi. À, chắc là khoảng chiều hoặc tối mình sẽ up clip lên bởi vì mình đang còn leo danh với đồng đội. Đó, à, mình ghi là quay clip. À, tới lên YouTube. Ok. Anh em cẩn thận khi gặp những thanh niên trong này nhá. Điều là bạn mình cả, à phải bạn mình mà là chú. Anh mới là chú mình ấy. Nhưng mà trong nhóm chat thì gọi là ông tôi cho xưng cho dễ thôi. Đó, ok thì chúng ta sẽ kết thúc video ở đây. Và hẹn gặp anh em ở những clip tiếp theo nhá. Bye bye, thì mình sẽ nhớ chi ra một cái clip là chỉ về, à không phải chỉ mà là review hack táo. Ok thì chúng ta sẽ kết thúc video ở đây nhá. Tạm biệt anh em ở những clip tiếp theo, bye bye.